Rồi chào các bạn. Đó, hôm nay mình đang ở nhà người bạn của mình ha. Đó, có một cái hồ cá vàng rất là đẹp luôn. À. Thì bạn của mình đang có một cái bịch cá hồng mi. Đó, hồng mi nè. Đó, mới ship tới, bây giờ đang ngâm bịch để chuẩn bị thả vô hồ ha. Đó. Đây là cái hồ cá vàng sẽ có mặt trên video clip mình vào thứ bảy tuần này nha.